Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Giá Heo Hơi hôm nay. Và nếu anh chị mới ghé kênh cũng như là chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống phía dưới của video, ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để tiếp tục theo dõi Giá Heo Hơi hàng ngày của chúng tôi. Xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi ngày 11 tháng 2 năm 2020. Sau khi trưởng ban chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ban ngành doanh nghiệp phối hợp điều chỉnh bình ổn giá lợn hơi, đồng thời đưa ra lộ trình giá lợn hơi phải giảm xuống còn tầm 60-65.000 đồng trên kg trong tháng 3 tới. Thì nay công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giảm giá bán heo hơi tại trang trại xuống còn 79.500 đồng trên kg. Như vậy là tiếp tục giảm 1.000 đồng so với đợt giảm giá trước đó. Bình quân mỗi ngày CP Việt Nam đang cung ứng cho thị trường cả nước khoảng 13.000 đến 16.000 con heo. Hiện nhiều địa phương đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Người dân đã bắt đầu tái đàn trở lại nên dự báo trong khoảng tháng 3 và những tháng tới, nguồn cung ứng thịt heo ra thị trường sẽ tăng dần. Cũng theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn huyện đã có 2 xã bị dịch lở mồm long móng, châu bò, và cụ thể xã Bình Phú thì có 80 con bò của 25 hộ dân đã bị lở mồm long móng, và trong đó có 8 con bê và con bò đã bị chết. Còn tại các xã Bình Tân thì có đến 636 con bò của 231 hộ 4/4. Xã ở khu vực này đã bị bệnh lở mồm long móng và đã điều trị khỏi 200 con. Được biết số bò của các hộ dân này chưa được tiêm vaccine phòng bệnh lở mồm long móng trong năm 2019. Và bệnh lở mồm long móng sẽ lây lan sang các vật nuôi khác, đặc biệt là heo, nếu không được tiêm phòng vaccine đầy đủ và có các biện pháp phòng tránh hữu hiệu. Giá heo hơi trong ngày 11 tháng 2 tại một số địa phương ở thị trường phía Nam vẫn tiếp tục có xu hướng giảm. Có những địa phương giảm đến 5 giá so với tuần trước. Thủ phủ heo ở khu vực Đồng Nai cũng có xu hướng giảm 1.000 đồng trên kg. Hiện nay giá heo hơi ở khu vực Đồng Nai chỉ còn dao động 78-79.000 đồng trên kg đối với heo siêu nạc. Còn đối với heo áp siêu chỉ còn dao động khoảng 75.000 đồng trên kg. Thị trường miền Bắc và miền Trung trong ngày 11 tháng 2 khá ổn định. Heo áp siêu ở khu vực này có giá khá thấp, chỉ dao động khoảng 75-76.000 đồng 1kg, còn heo siêu thì thường cao hơn. Giá heo hơi tại khu vực Tây Nguyên thì đang có xu hướng nhích nhẹ lên, đặc biệt là ở tỉnh Đắk Lắk. Trong buổi ngày hôm qua thì ghi nhận ở Đắk Lắk đang có xu hướng tăng dao động từ 500-1.000 đồng trên kg. Cụ thể giá heo hơi ở tất cả các địa phương trong ngày 11 tháng 2 như sau. Thứ nhất đó là đối với thị trường miền Bắc hầu như ít có sự biến động. Giá heo hơi vẫn đang giữ mức cao, dao động trên dưới 80.000 đồng 1 kg và cao nhất đang 85.000 đồng 1 kg, đặc biệt là ở tỉnh Thái Bình. Cụ thể như Hà Nội hiện nay vẫn đang dao động 81-82.000 đồng 1 kg. Tỉnh Hải Dương dao động trên dưới 80.000 đồng 1 kg. Đối với Hải Phòng dao động trên dưới 81.000 đồng 1 kg và có cao hơn một chút so với Hải Dương. Còn đối với Hải Dương, lợn nhỡ ghi nhận chỉ dao động khoảng 74-75.000 đồng 1 kg. Tỉnh Hưng Yên, theo ghi nhận ở huyện Mỹ Hào, huyện Khói Châu của tỉnh Hưng Yên, hiện nay giá heo hơi dao động 82-84.000 đồng 1 kg. Thì các bạn có thể tham khảo giá ở hai cái địa phương này. Vĩnh Phúc dao động trên dưới 80-81.000 đồng 1 kg. Tỉnh Bắc Ninh dao động 81.000 đồng 1 kg. Đối với Nam Định dao động 81-83.000 đồng 1 kg và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua, và ghi nhận ở huyện Xuân Trường và Ý Yên của tỉnh Nam Định vẫn là địa phương có mức giá cao. Ninh Bình dao động 81-82.000 đồng đối với heo siêu nạc, đặc biệt là theo ghi nhận ở huyện Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình thì đang có giá 81.000 đồng 1 kg, còn heo áp siêu ở tỉnh Ninh Bình chỉ dao động khoảng 78.000 đồng 1 kg. Đối với Hà Nam đang báo giá 82-83.000 đồng 1 kg và tỉnh Thái Bình là địa phương có mức giá cao nhất. Theo ghi nhận ở huyện Vũ Thư của tỉnh Thái Bình, huyện Quỳnh Côi của tỉnh Thái Bình thì đang có giá lên đến 84-85.000 đồng 1 kg. Còn heo xấu thì chỉ bán mức giá 81-82.000 đồng 1 kg. Các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, giá heo hơi vẫn đang ở mức khá cao, dao động 78-82.000 đồng 1 kg. Như Điện Biên dao động 78-80.000 đồng, đối với Lai Châu cũng dao động khoảng 78-80.000 đồng 1 kg.
Hòa Bình dao động 80 đến 82 nghìn đồng 1 kg, trong khi đó Sơn La thì trong ngày hôm qua thì có xu hướng tăng nhẹ, tuy nhiên đến hôm nay thì đã giữ mức ổn định. Theo ghi nhận ở một số huyện như là Mai Sơn của tỉnh Sơn La, huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La hiện nay đang có giá dao động 79 đến 81 nghìn đồng 1 kg. Còn đối với heo lợn đen, heo áp siêu ở lợn đen, lợn cắp nách ở khu vực Tây Bắc dao động 140 nghìn đồng 1 kg. Khu vực ở Đông Bắc Bộ như Thái Nguyên vẫn là địa phương có mức giá khá cao, dao động trên dưới 82.000 đồng 1 kg. Phú Thọ dao động 80.000 đồng 1 kg. Và theo ghi nhận ở tỉnh Phú Thọ thì huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy và Tân Sơn của tỉnh Phú Thọ đang dao động 80.000 đồng 1 kg. Còn lợn áp siêu ở Phú Thọ chỉ dao động khoảng 75 đến 77.000 đồng 1 kg. Ở Bắc Cạn dao động 80 đến 82.000 đồng 1 kg. Như một số huyện như Ba Bể, Chợ Đồn của tỉnh Bắc Cạn. Tuyên Quang dao động trên dưới 78.000 đồng 1 kg, đây là địa phương có mức giá khá thấp ở khu vực này. Quảng Ninh dao động 79 đến 82.000 đồng 1 kg. Đối với Lạng Sơn, hiện nay các chợ đầu mối cũng như là ở một số cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn thì cái lượng heo ứ đọng xuất sang Trung Quốc rất là nhiều, và ở địa phương này thì hiện nay đang giảm khá là rõ rệt. Một số huyện như Lộc Bình, Cao Lộc, Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn, giá heo hơi chỉ còn dao động khoảng trên dưới 77.000 đồng 1 kg. Heo đẹp thì có thể bán được với mức giá 78 đến 79.000 đồng 1 kg thôi. Lào Cai dao động 78.000 đồng 1 kg, Yên Bái cũng chỉ dao động trên dưới 79.000 đồng 1 kg. Heo siêu đẹp thì bán được mức giá 80.000 đồng 1 kg. Hà Giang dao động 78 đến 81.000 đồng 1 kg. Bắc Giang dao động 80 đến 82 và Cao Bằng cũng có mức giá tương tự 80 đến 82.000 đồng 1 kg. Như vậy đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc giá heo hơi còn khá là cao, rất là cao, dao động 78 đến 85.000 đồng 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thì giá heo hơi cũng ít có sự biến động. Ngày hôm qua thì các tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm, tuy nhiên là hôm nay đã ổn định trở lại. Và các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên thì đang có xu hướng nhích nhẹ, bởi giá heo hơi thì nó tăng giảm theo từng ngày, chứ cũng không phải là ngày này giống ngày kia, cho nên là mình sẽ cập nhật đến quý anh chị và các bạn. Đối với các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An hiện nay vẫn đang dao động mức giá 77 đến 80.000 đồng 1 kg. Hà Tĩnh thì có mức giá thấp hơn, một số địa phương ở Hà Tĩnh báo giá chỉ còn khoảng 75.000 đồng 1 kg, và hiện nay đang dao động 75 đến 78.000 đồng. Quảng Bình dao động 77 đến 80.000 đồng, Quảng Trị cũng có mức giá dao động 76 đến 78.000 đồng 1 kg, và Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng dao động 80 đến 82.000 đồng 1 kg. Đây là địa phương có mức giá khá là cao. Đối với các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ, ba tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Thuận vẫn là địa phương có mức giá cao nhất hầu như là từ Tết đến nay, và đều dao động khoảng 80 đến 83.000 đồng 1 kg. Cái mức giá phổ biến nhất là 82, tuy nhiên là một số địa phương vẫn có thể bán được mức giá 83 với heo đẹp. Bình Định dao động 76 đến 79.000 đồng 1 kg. Theo ghi nhận ở Tuy Phước của Bình Định thì có mức giá 76.000 đồng, mức giá khá là thấp. Phú Yên dao động 78 đến 80.000 đồng, Khánh Hòa dao động 77 đến 78.000 đồng 1 kg, và Ninh Thuận dao động 78 đến 80.000 đồng 1 kg. Đối với khu vực Tây Nguyên thì ở Đắk Lắk có xu hướng tăng nhẹ. Hiện nay cái mức giá trung bình ở Đắk Lắk là 77.000 đồng 1 kg, Gia Lai 76 đến 77.000 đồng 1 kg, tỉnh Kon Tum thì hiện nay dao động khoảng 75 đến 77.000 đồng 1 kg. Đắk Nông thì dao động 76 đến 77.000 đồng 1 kg. Cái mức giá chung vẫn là 76 đến 77 các bạn nhá, đối với khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên thì giá thịt lợn ở các chợ thì rất là cao ở khu vực Tây Nguyên này. Giá heo hơi thì có xu hướng giảm nhưng là giá thịt ở các chợ thì vẫn không bao giờ giảm ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Và theo ghi nhận ở các chợ đầu mối ở Buôn Ma Thuột thì giá thịt lợn vẫn rất là cao. Ba chỉ ở khu vực này vẫn đang dao động khoảng 170 đến 190.000 đồng trên kg. Sườn non dao động đến 220 đến 230.000 đồng trên kg. Như vậy vẫn rất là cao so với mức giá heo hơi. Còn Lâm Đồng thì giá heo hơi vẫn đang dao động khoảng trên dưới 80.000 đồng 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu vực Nam Bộ ghi nhận có Đồng Nai. Đồng Nai hiện nay giá khá là thấp, dao động 77 đến 79.000 đồng 1 kg, và cũng có bạn báo giá ở
Tân Phú của tỉnh Đồng Nai heo nhỡ chỉ có giá 75.000 đồng 1 kg, thì các bạn có thể theo dõi cái thông tin này. Còn giá heo giống ở Đồng Nai dao động 1,5 triệu đến 1,7 triệu trên một con, với trọng lượng từ 7 cho đến 11 kg trên một con. Còn nếu tiêm phòng chủng đầy đủ thì thường cao hơn 200.000 đồng nữa. Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu dao động 80 đến 81.000 đồng 1 kg, Bình Dương dao động 79 đến 80.000 đồng 1 kg, Tây Ninh dao động 78 đến 80.000 đồng và Bình Phước dao động 76 đến 79.000 đồng 1 kg. Chỉ có Đồng Nai thì có sự thay đổi nhẹ, còn các địa phương khác cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ, khi nhận có tỉnh Sóc Trăng giảm rõ rệt. Trong ngày hôm qua thì Sóc Trăng giảm đến 5.000 đồng trên kg, và hiện nay tỉnh Sóc Trăng chỉ còn dao động khoảng 75 đến 76.000 đồng 1 kg. Trà Vinh là địa phương có mức giá khá cao, dao động 80 đến 81.000 đồng 1 kg. Một số địa phương như Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang dao động 76 đến 79.000 đồng 1 kg. Còn đối với Bạc Liêu dao động 76 đến 77.000 đồng 1 kg. Như vậy là một số địa phương này giá hơi đã có xu hướng chững lại và giảm. Long An vẫn có mức giá cao, dao động 80 đến 82.000 đồng. Một số địa phương như là Vĩnh Long, Đồng Tháp dao động 77 đến 80.000 đồng 1 kg, Bến Tre dao động 76 đến 78.000 đồng 1 kg đối với heo siêu nạc. Còn đối với heo áp siêu chỉ dao động khoảng 71 đến 73.000 đồng 1 kg. Hậu Giang cũng dao động 80.000 đồng 1 kg, Cần Thơ dao động 78 đến 79.000 đồng 1 kg, và Cần Thơ thì cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Thường thì heo áp siêu nó chênh lệch khoảng 2 đến 4 giá so với heo siêu các bạn nhé. Thì các bạn có thể tham khảo cái mức giá của một số tỉnh như vậy. Và mình sẽ tiếp tục gửi đến quý anh chị và các bạn bảng giá heo hơi trong ngày 12 tháng 2. Và rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.